quá lắm. Các bạn trả lời bình thường thôi thì nó sẽ đúng, các bạn suy nghĩ sâu xa sẽ được sai sai. Và ai đúng á là sẽ được một cây cây bút. Vòng đầu tiên á, vòng đầu tiên là vòng miễn phí, vòng thứ hai là ai sai thì chịu đổ. Không có được phần thưởng, phần thưởng nhất là đây. Có một mớ cái kẹo luôn. Anh ơi, cho xin nhạc anh Quang ơi. Không phải nhạc hết, Quang ơi. À, nhờ dưới đó quay lại cho mấy anh. Tên Hùng, người thứ tư tên gì? Có
Một câu hỏi dành cho bạn về chủ đề như sau. Một chiếc hàng hóa chạy từ Sài Gòn ra tới Hà Nội mất 39 tiếng đồng hồ khói. Khi nó chạy được 19 tiếng đồng hồ thì nó nằm ở đâu? Như sau ở giữa Thái Bình Dương là gì?
cửa thấy mình gương là mình. Đúng không vậy? Các bạn có thay đây là mình thấy mình gương ở giữa là mình. Tiếp theo không? Rồi em mặc chưa? Người đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ là ai? Trả lời đúng thì được vô vòng bán kết, tung kết chứ.
nếu mà ai trả lời sai á thì đi về chỗ, không có kẹo ở đây, không ai có kẹo nha. Mà nếu mà ai đặt tay trước mà trả lời sai thì đi về chỗ, người còn lại chiến thắng, được chưa? Rồi, câu hỏi bạn như sau: một vợ thì nằm giường lều, hai vợ thì nằm chèo queo, hỏi ba vợ thì nằm ở đâu? Vỗ tay, vỗ tay. Là gì? Ba vợ nằm chung heo. Trời, chúc mừng mà. Ok, mời bạn về chỗ. Ba vợ nằm bên má vợ. Ba vợ nằm bên má vợ đúng không? Vỗ tay. Mời mời các bạn ra đây. Rồi, các bạn nghe chưa? Ta chúng ta xúc tích tích. Ai trả lời đúng là cho có câu trả lời nhé, đặt tay nhé. Một người mặc áo bộ đội, mặc quần bộ đội, đội mũ bộ đội, mặc đôi giày cũng bộ đội, mang ba lô bộ đội, rồi mang cái súng bộ đội. Hỏi, tại sao không gọi là chú bộ đội? Nhắn, 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 nhắn. 1, 2, 3, 4, 5. Chơi vậy thì chắc chưa? Đổi câu hỏi ấy. Ở dưới tay ông thẳng ra cho lời đúng không, được không? Giỏi, trời cạnh hữu, tàn tàn luôn. Chúc mừng mình hoàn rất là thông minh. Còn hai bạn, hai người này thi lại. Rồi, câu dễ chưa? Nhớ này, cái này tập trung này. Một con vịt đứng trước hai con vịt. Quanh hai con vịt đứng trước hai con vịt. Hai con vịt đứng sau hai con vịt. Hai công việc đứng giữa hai công việc, hỏi có mấy công việc. Chính xác, chúc mừng mà người chiến thắng. Chia buồn, bye bye. Hạt số mà. Rồi, còn đấu mặt chung kết này. Nguy hiểm phải tìm một câu hỏi hại não tí. Không, chào mấy vui. Cha của nó là rể của ba tôi, còn ba tôi là ông làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng gì, tôi với nó đứa nào lớn hơn? Đó là câu hỏi này. Cha của nó là rể của ba tôi, còn ba tôi thì làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng gì, tôi với nó đứa nào lớn hơn? Tôi với nó kêu tôi bằng gì, tôi với nó đứa nào lớn hơn? Nhắn. Cha đó là mẹ của ba tôi, còn ba tôi làm xui giống nội của nó. Không bật ông. Không bật ông. Ba của nó là mẹ của ba em đúng không? Nghĩa là anh là chồng em đúng không? Mẹ của ba em được chưa? Đúng không? Còn ba của em nó làm xui cho ông nội của bé này. Ông nội là ba của anh. Có nghĩa là nó sẽ kêu bằng mẹ chứ thôi. Ba của nó là mẹ của ba tôi, còn ba tôi làm xui cho ông nội của nó. Có phải nó kêu tao bằng mẹ không? Đúng không? Cảm ơn. Đúng không? Kia buồn. Đây, tôi sẽ cho câu khác. Rồi, tới đây. Trở lại này, không ai biết đúng không? Con chó màu đen đây gọi là gì? Cái gì? Con mượt. Con mèo màu đen đây gọi là mèo gì? Mèo muốn chó. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn này, con heo màu đen là con heo gì? Thôi mời bên đây. Thôi không mềm. Ông em mà đem là thầy mất bê tụng mùa bài năm mới hơn á. Đúng không, đúng không, vỗ tay, vỗ tay. Thôi câu nào dễ này, câu nào dễ này, giờ chung kết nè. Ai sai cái gì luôn nè. Một thằng câm rớt xuống nước thì nó sẽ kêu gì? Nhắn. Một thằng câm rớt xuống nước kêu gì? Ha ha ha!
mà giờ chỉ nhắc bà nó đến không? Cái đây là hài não ban giám khảo rồi nè. Rồi, một câu hỏi. Không, cái câu hỏi này ai đúng tốt có trả lời được. Vậy nè, giờ nó ra cho mày nè. 30 chia 1 phần 3 cộng 10 bằng mấy? Nhanh. Nhanh, 30 chia 1 phần 3 cộng 10 bằng mấy? Bằng 3. Bạn sai. Về chỗ, bạn ở chiến thắng. Quá xuất sắc. 30 chia 1 phần 3 cộng 10 bằng 20, quá xuất sắc. Bao nhiêu? 8. 30 chia 1 phần 3 có phải là nhân 3 không? Có phải là 90 không? 90 cộng 10 chẳng? Chia 1 phần 3 mà. Chia là nhân. Mày em có thầy giáo, có thầy giáo chắc gì không dám qua làm thầy giáo luôn. Rồi, bạn là gương mặt xuất sắc là trước khi nhận được cái giải thưởng bông hoa màu lửa, màu kẹo thì cho một vài cô hỏi hài não như sau. Nhà em có nuôi một con gà. Buổi sáng thì nó nhảy lên hàng rào một cái thai, được chưa? Nó quay vỗ cánh bạch bạch bạch, rồi nó gáy ờ, rồi nó quay về uống nước từ từ, rồi nó đi ăn thóc ập ập ập, rồi nó quay về uống, nó đứng, nó mệt quá nó đứng nhúng, hỏi con gà đẻ trứng ở đâu? Không đẻ rồi, chúc mừng. Rồi em được rồi, quà chính xác, nhưng mà anh thấy cái này anh cho các bạn. Đó, chúc mừng các bạn, một tặng cái tay này, bạn này, bạn thấy đây. Tôi sẽ hỏi bà em gì đúng. Tôi sẽ hỏi anh Thủy 3 câu. Nếu mà Thủy trả lời được 2 câu thì tôi cho được cái quà này luôn. Được chưa? Được quà cuối cùng. Rồi, ông giỏi lắm mà. Đó nè. Nhắc quỷ, nì ma, thứ ba học trò dạy thứ tư là gì? Ai nhét? Đây đây luôn. Bỏ, ở đó không tính. Trời không nhét nữa nha. Rồi. Không có em ạ. Một thằng mù có 4 viên thuốc. 2 viên thuốc màu đen, 2 viên thuốc màu trắng. Mà nó chỉ được uống 1 viên thuốc màu đen và 1 viên thuốc màu trắng. Nếu nó uống nhầm 2 viên thuốc màu đen hay 2 viên thuốc màu trắng thì nó chết. Hỏi làm thế nào để nó uống đúng. Không nhét nha. Một thằng mù có 4 viên thuốc, 2 viên thuốc màu trắng, 2 viên thuốc màu đen. Nó chỉ được uống 1 viên thuốc màu trắng, 1 viên thuốc màu đen. Đi qua nè. Còn cái thuốc màu trắng, 1 viên thuốc màu đen thì nó sống. Còn nếu mà 2 viên thuốc màu đen, 2 viên thuốc màu trắng thì nó chết. Thôi. Làm thế nào để nó đúng? 1 viên thuốc màu trắng và 1 viên thuốc màu đen. Ngôi nhà màu xanh thì nằm ở bên trái, ngôi nhà màu đỏ thì ở bên phải, ngôi nhà màu tím thì ở phía trước, ngôi nhà màu vàng thì ở